Hello, mến chào các bạn. Hôm nay mình so sánh nhanh về cái cảm nhận của cái điện thoại 14 Pro bây giờ nha mọi người. Trước kia là 3 năm trước, lúc mà thầy mới ra cái iPhone 11 này đó, thì mình chọn là phiên bản xe lửa. Mình chọn phiên bản to đó, là 11 Pro Max. Mình lấy phiên bản là 256GB nha. Mình xài mình nói là nó quá thô, quá bự. Nói chung là những cái tác dụng mà mình bỏ túi, mình xách, mình cầm hoặc là mình bấm lướt một tay, nó rất là nó cấn mà nó rất là bự, rất khó dùng. Nói chung là dùng hai tay như gì thì ok lắm. Với lại đi đâu mình mang túi mang cặp theo thì ngon lắm. Thậm chí là ít có bận biểu gì thì mình đút túi quần túi mà quần thun mà giãn thì nó rất là dễ. Còn nói chung là ví dụ quần jean mà nó hơi chật chút đi thì nó rất là khó khăn. Còn cái bây giờ nó ra cái dòng Pro 14 này, 14 Pro này thì mình chọn phiên bản nhỏ. Cái trải nghiệm của mình xài nó mới đây cũng 3-4 ngày nay thì mình thấy là thật sự ra nó cũng không có nhẹ hơn cái con 11 Pro Max bao nhiêu đâu nha mọi người. Mình không biết trọng lượng nó, mình quên cái trọng lượng nó là bao nhiêu rồi, nhưng mà thật sự ra mà nói nó cũng khá nặng, bởi vì nó nhỏ mà pin nó cái dung lượng pin nó thì nó đâu đến nỗi mà nó cắt quá nhiều thì nó cái hiệu năng của nó quá mạnh đó, thì nó hao tốn pin thì nó phải làm dày lên đó. Camera cũng dày lên, cái vỏ máy chắc cũng dày hơn chút. Mình thấy là nhà mình xài ốp lưng thường thôi đó. Hai cái đều xài ốp lưng thường đó, mình coi nè các bạn coi, thật sự ra con nào nó cũng dày cho nha mọi người. Con này nó dày mà nó to, mà tính ra nó còn mỏng hơn cái con 14 Pro này. Camera thì mình bàn tay mình to mà mình xài một tay thì nó ngay nó cũng ok đó, cũng vừa đó. Nhưng mà cái tay mình ưa chấm chấm đây nè mọi người, làm uống những cái camera này đôi khi chụp hình nó cũng không có được mấy chất lượng. Còn cái này á, mình cầm phía dưới không tới đâu, mình cầm là thường là dưới góc này. Cho mọi người thấy để so sánh, đây là cảm nhận nhanh của riêng mình nha. Thì mọi người thích. Với lại á, cái tính năng mà mọi người phàn nàn về cái tính năng mà cái màn hình luôn sáng này nè mọi người, đó, luôn sáng này nó sẽ gây tốn pin. Thì mình cũng có đăng một clip ngắn trên YouTube của mình đó, là mình có thử nghiệm rồi. Trong mấy ngày nay mình để như vậy nguyên một đêm, mình ngủ sáng thức dậy nó vẫn hao mười mấy phần trăm nha. Nhưng mà mình kiếm cái vật dụng gì mềm, một trang giấy hay là một cái gì trên bàn đó, mình nó không có cấn để nó dằm chạy màn hình mình đó, thì mình để mình úp gì nè mọi người. Hồi trước tới giờ mình sợ là chạy màn hình mình dễ ngửa gì không, những điện thoại này thì nó không có sáng màn hình nha. Mỗi khi mà nó muốn coi giờ hay coi thông báo gì mình phải bật lên như vậy nó mới sáng màn hình để mình coi thông báo. Còn cái này thì nó luôn sáng và nó luôn hiển thị những cái thông tin thông báo ở trên này nha mọi người. Thì muốn mà nó giảm thiểu được cái tình trạng mà nó hao pin khi nó sáng suốt như vậy thì mình tắt đi thì nó sáng mờ hơn, nhưng mà nó vẫn còn cái độ sáng. Nhưng mà tới với ban đêm nó sáng mờ, mình trong phòng mình tắt đèn rồi phải không, nó vẫn có một mờ lé lên một cái ánh sáng mờ. Có cái cách tốt nhất để không có nó sáng luôn nữa là cái cảm biến này nè mọi người. Tại vì không biết là cái trong hãng người ta có công bố hay không mọi người, mà có ai dùng hay không, nhưng mình coi những cái reviewer đó không có nói gì vấn đề này, mà mình thử nghiệm xem. Thì cái này á, mình lấy tay mình che thì nó cũng còn cái độ sáng nha, nhưng mà ban đêm, với ban đêm và mình úp xuống hoàn toàn thì nó tắt luôn. Thì với cái nguyên lý của nó là cái cảm biến này là trong vòng 5 giây thôi là nó sẽ tắt màn hình tối đen luôn. Còn nhưng mà để lên như gì thì nó tối cái mức độ mà nó thấp nhất thôi, chứ nó không bao giờ tối đen, nó không bao giờ tắt luôn. Nhưng mà mình có thử nghiệm rồi, úp xuống như thế nè nó sẽ không có sáng màn hình luôn mọi người, không sáng màn hình luôn và nó không hao pin luôn nha. Mình sẽ đã sử dụng mình làm mấy đêm qua rồi, nó sẽ không bao giờ hao pin đó. Đó là một cái mẹo nhỏ như vậy á, mọi người thấy hay và chia sẻ nha. Thì thật sự ra mà nói camera của nó thật sự ra cũng bá đạo. Mình có test thử mấy cái đoạn phim rồi mình quay thử thì
từ nay mình dùng cái con này là chính để quay vlog cho mọi người xem, để cho hình ảnh nó chất lượng hơn. Còn con này á thì mình nói cho mọi người nghe về một cái nâng cấp, cái sự nâng cấp của mình đó. Mình có cái cách tính gì nè, hồi lúc trước á lúc đầu mình dùng iPhone thì mình mua iPhone 5S đó, iPhone 5S thì cái tính năng của nó và cái phần cứng và phần mềm của nó thì nói chung là mình đáp ứng đủ cái nhu cầu mình xài cá nhân rồi đó. Cái sang qua cái mình mấy năm sau, 3 năm sau mình qua đây là nó ra, đang ra cái dòng nó 7 8 9, 7 8 10, những cái dòng đó mình thấy nó nâng cấp thì cũng hợp lý, ok đó. Nhưng mà mình thấy không có đột phá gì mấy. Cái đầu nó ra cái phiên bản 3 mắt này là đầu tiên để thay đổi lột xác đó, thì mình mua gồ mắt đó, mình mua gồ mắt thì gồ mắt rồi 11 gồ mắt rồi tới 12 mình thấy nâng cấp cũng không có đáng kể, 13 thì camera cũng không có hơn 11 gồ mắt là bao nhiêu. Thôi bây giờ thì lên 14 gồ mắt, 14 gồ này 14, định dự định là mình mua gồ mắt, nhưng mà thật sự nó quá to như con này mà nó lại nặng, nó dày nữa, thôi mình trở lại mua phiên bản nhỏ hơn. Tính năng thì cũng gần cái gì ha đó, mà pin thì nó nhỏ hơn thôi, pin dung lượng nó thấp hơn thôi đó. Thì mình lấy con này thì nó có được cái chức năng là chụp ảnh RAW, với lại là thêm cái tính năng mà action mode đó. Những tính năng đó thì mình quay những tình huống mà mình chạy thì nó sẽ không có giật, không có dung nữa đó, là được cái lợi thế cái đó. Với lại camera trước được nâng cấp lên thành 12 megapixel, camera sau thì được 48 megapixel. Thì như vậy thì mình thấy là nó xứng đáng nâng cấp từ con 11 lên con 14 đó. Đó là như vậy. Chứ thật sự ra mà 11 lên 12 hoặc 13 không xứng đáng rồi thôi. Trong đây mình đôi khi mình sử dụng không hết cái tính năng của nó và hiệu ứng của nó, những cái hệ sức của nó trong phần mềm đó. Nó rất là đỉnh, rất là im. Thành ra mình không có lý do gì mà mình đổi nâng cấp lên những cái con đó. Trừ khi là nó nâng cấp lên hơi mình thấy hợp lý mình mới nâng cấp nha mọi người. Mỗi năm thì ra một dòng rồi đó, nhưng mà thật sự ra nếu nó hợp lý mình mới nâng cấp. Mọi người đừng có lãng phí quá khi những cái tính năng mà mình không dùng đến. Cũng như là những người đã thích sống ảo thì cầm con này lên, màn hình trước như vậy thì ta biết là 14 thôi đó. Còn nếu như mà nhìn phía sau thì người ta nghĩ là 13 với 12 thì nó cũng như nhau thôi, nhìn kỹ lắm mới biết cái cụm camera nó to tí thôi, nó không khác gì hết đó, như vậy. Thì thật sự ra mà nói, mình đã mua một con này quay khá nhiều video mà mình cũng ít có khi nào quay video 4K, mình quay HDR không ạ. Nói chung là mình 1080 đó mọi người, mình quay cái độ phân giải 1080 và HDR thôi, chứ mình không có quay 4K. Nếu 4K mình đăng mình tải này nè, mình edit á, nó hơi chậm, nó hơi nóng máy, thành ra mình muốn quay cái chế độ thường thôi, đặng mình up lên YouTube hoặc Facebook á, nó cũng cái độ phân giải cũng vừa coi thôi. Trừ khi là cái hình ảnh mà ví dụ bạn hành động, bạn chạy hoặc đi nhảy nhót rồi gì vậy đó, nó mới đòi cái sự mượt, cái ổn định đó. Thì là gì, thì hôm nay là ngày thứ thì mình quay được 10 xem, hôm nay ngày thứ 7 ngày 5 tháng 11 đây. Vừa rồi là mình đi qua đây cái công viên này. Hồi nãy mình không có, hồi nãy mình mất livestream rồi nên mình không có quay cho mọi người xem. Là công viên chỗ đó là người ta đang nhân viên đang thu dọn những cái đồ, những cái dạp rồi á mọi người, những cái dạp rồi những cái âm thanh nào đó, những cái nhà hơi nè, cho những người dân người ta lợi, người ta ra mắt mấy người bầu cử gọi lại gì cả, hội đồng nhân dân, đúng rồi, bên mình gọi là hội đồng nhân dân đó, bên đây không biết gọi là sao nha mình không. Nói chung là tiếng Trung thì mình có hiểu nhấp nhem thôi chứ không có hiểu gì mấy đó. Mọi người thấy sao cái khu này, hồi đó là trồng hoa rất là nhiều luôn nè, có người lại à mình
có người đi lại mình mang khẩu trang vô nha mọi người. Thôi mình kết thúc video tại đây nha. Chào và hẹn gặp lại mọi người. Cảm ơn. Xe lửa vậy kìa. Ngồi đây ha, ngắm xe lửa chạy qua chạy lại suốt luôn á mọi người.